Chiều nay, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến Bình Dương khảo sát môi trường đầu tư của tỉnh Bình Dương. Hoan nghênh chuyến công tác của đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường cùng các doanh nghiệp Bình Dương kết nối có những dự án cụ thể đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Bình Dương sẵn sàng hướng dẫn tạo mọi điều kiện về thủ tục đầu tư để các doanh nghiệp triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Đến nay Bình Dương đã thu hút 762 dự án đến từ Hàn Quốc với tổng số vốn gần 3,3 tỷ đô la Mỹ. Ông Kim Jong Chon, nguyên chủ tịch hội đồng thành phố Daejeon trưởng đoàn cho biết các doanh nghiệp đã khảo sát những vị trí đầu tư ở Bình Dương, ông sẽ nỗ lực hết mình kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Bình Dương và mong lãnh đạo tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Bình Dương và cho biết đang có chiến lược đầu tư vào Việt Nam và tỉnh Bình Dương ở các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo.